Đây là mèo Min. Các bạn đang xem mèo Min ở trên kênh Kitten Mèo VN. Em này là em mèo Kiki. Em Kiki em nó nằm dài đây này nhỉ. Kiki kia là mèo con. Mình không nhìn thấy bạn thỏ Bunny đâu, mấy bạn chạy đi đâu rồi? Đây rồi. Thỏ Bunny đang nằm ở đây. Thỏ Bunny đang nằm với hai bạn gà chỗ này này. Các bạn xem video thì hay thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh hỗ trợ channel Kitten Mèo VN nhé.